Xin chào quý vị, à, hôm nay là dịp cuối tuần Thịnh có một cái khoảng thời gian ở thành phố Và đến với một cái con hẻm nhỏ nằm ở khu vực đường Nơ Trăng Long Thì ở đây đây thì có hai cái địa điểm thu hút rất là nhiều những người dân thành phố vào dịp cuối tuần à, Quý vị thấy đó là quán cà phê với chim Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hẻm 311-27 đường Nơ Trăng Long với một cái tên khá là thú vị Chợ Đồ Cổ à, Đây là một cái nơi à, Tập trung à, Nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần Đến với đây thì à, mình sẽ Mua một cái vé 40.000 đồng Để vào trong đây Và bắt đầu bước qua khỏi cổng thì mình đã thấy người ta trưng bày Nói là chợ đồ cổ Nhưng thực tế thì ở đây là Có rất là nhiều Những cái sản phẩm Từ vài chục năm và cho đến những cái sản phẩm mà quý vị mình nhìn thấy nó có niên đại đến cả khoảng hàng trăm năm cũng có tuy nhiên thịnh thấy đa phần thì nó rơi vào khoảng vài chục năm đổ lại thì nhiều đây quý vị thấy đây là những cái vật dụng và trang trí theo kiểu của châu âu thì có lẽ là hai cái người nước ngoài này đến việt nam sinh sống và lấy vợ việt Thành ra cũng sưu tầm đến những cái sản phẩm của cái khu vực của mình mà đã được đem đến cho cái Việt Nam chúng ta trước đây. Vì nói gì đi nữa thì quý vị cũng thấy ở Việt Nam có một khoảng thời gian dài mình đến và giao thoa cùng với các nước châu Á rồi khoảng 100 năm trong thời kỳ cận đại đến hiện đại thì chúng ta có một cái quá khứ một cái thời gian dài. À, cũng có sự à, giao thoa với phương Tây nên là đi ở các con đường phố ở à, khu vực quận nhất, quận 3, quận 5 và một số cái quận nữa thì mình sẽ thấy được những cái sản phẩm. À, thành còn nhớ đây là những cái lon gọi là lon gì? Ligo mà mình hay à, sử dụng à, có hai cái Trước kia thấy anh em sử dụng một là sẽ đựng cơm đem theo để ăn, tức là giống như cái 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 hộp cơm tiện lợi bây giờ các anh chị các bạn sử dụng hai nữa ở một số vùng thì người ta dùng cái lon đó để đựng những cái xà bông chặt đồ à, qua đây thì mình lại thấy những cái dao muỗng nĩa rồi các vật dụng thì đến đây để chúng ta có thể tìm về một vài cái sản phẩm trước kia và tùy theo quý vị tùy theo anh chị mình thích ví dụ như một số anh chị sẽ thích siêu tầm những cái tờ tiền cổ thì sẽ đến cái quầy này, đây quý vị thấy những cái đồng tiền cổ của Việt Nam và một số quốc gia lân cận. À, bên cạnh đó thì mình thấy rất là nhiều, Đây, cả những cái đồng tiền luôn. Thịnh sẽ đi quay từ từ, từ từ để cho mình nhìn thấy được các cái bộ siêu tập của các cái chủ gian hàng nhỏ trong khu vực chợ đồ cổ. Đây là cái bộ sưu tập về tem mới vị nha Đó Và những cái bức thư Ngày xưa khi mà giờ gửi người ta hay phải dùng một cái con tem để dán lên Đây, Còn bên này là hình ảnh của các cái bản đồ Ở những cái khu vực như Bình, Vĩnh Bình Rồi Quảng Đức Và một số tỉnh thành đó. Đây Toàn bộ Hiện tại thì đang ở khoảng giờ trưa một số chủ gian hàng đang dọn dẹp đồ, cất vào tủ để nghỉ trưa. Thì ở đây á, đa phần á, mình đến cho nó vui và đông. Thì mình sẽ đến được vào dịp à, cuối tuần. Thứ bảy, chủ nhật thì rất là đông. À, đó là một cái bàn ủi, à, con à, giống như ngày xưa ta nói ủi bằng than. Mình phải đốt than nóng lên. Sau đó mình bỏ vào trong cái bàn ủi đó. Để bàn ủi nó nóng lên rồi mình mới đầu mình dùng để mình ủi. Bàn ủi mà anh chị và hay nhắc đến nhất Người ta gọi là bằng ủi con gà Tức là ở trên cái tay cầm của nó Có hình ảnh của một con gà nữa ừ. Bây giờ mình sẽ đi vào đây Đấy mình nhìn thấy Còn đây là những cái à, máy mai à, Máy mai là cái chân thôi Cái, cái máy còn để ở dưới Còn ở trên này người ta đã sửa lại Để làm thành những cái bảng Những cái bàn để mà trưng bày đồ Bán vào dịp cuối tuần Đấy mình thấy đây là những cái à, mắt kính à, nhẫn rồi những cái đồng hồ bên cạnh là có một cái máy đánh chữ ngày xưa đây thịnh cũng cố gắng đi nhanh nhanh một chút xíu vì sợ các anh ở đây anh đóng cửa nghỉ còn bên này là những cái vật dụng gia đình à, những cái bình bông à, đây là những cái đèn Thấy vị ha Bên trong là những cái bình gốm sứ rất là đẹp. Đi một vòng ở đây thì chúng ta thấy là các cái mặt hàng nó rất đa dạng. Bây giờ là Thịnh đi ở dưới đất trước. Sau đó mình sẽ lên trên lầu. Ồ, có những cái kiếm nè. Đây là một cái quầy chuyên bán về các cái đồ đồng. Ồ, có một cái bàn tính cái bàn đó thì uh, ngày xưa thấy có phim ở hồng uh, kông hay gặp đó. một số cái con dao rồi những cái mâm đồng rất là đẹp đây là những cái cân tay và những cái ly vậy thấy uh, đây là đồ, đồ đồng nha. thì uh, các anh chị mình mà thích cái sản phẩm gì đó mình có thể nghiên cứu trước rồi đến đây mình mình tìm mình đi uh, săn mình đi kiếm đó chứ không phải là lúc nào cũng sẽ có những cái sản phẩm theo ý muốn của mình đâu đây chị thấy không? ngọc ngà châu báu đầy đủ hết thì uh, ngoài cái việc đến đây uh, để mua sắm những cái sản phẩm nhỏ đó thì quý vị thấy là uh, cuối tuần cũng có một cái lượng du khách sẽ đến đến đây để uh, tham quan, chụp hình, check in sống ảo và thưởng thức cũng như giao lưu văn nghệ Đây quý vị thấy là một cái cửa hàng nữa mỗi một cửa hàng uh, sẽ có những cái sản phẩm một số cửa hàng thì là sản phẩm đặc trưng theo cửa hàng mình, tên mình Một số thì để đủ thứ Từ đồ gỗ cho đến đồ gốm rồi đồ đồng Còn đây là cái khu vực của cái quán ăn Thì hồi nãy thì có nói lúc đầu á, vào đây 40.000 đồng Thì mình được đổi một cái ly nước uống Hoặc là một cái thức ăn Để mình ngồi Mình ngắm những cái vật dụng ở đây Đây mình thấy và đây là cái sân khấu nằm ở trung tâm, mình có thể ngồi ở xung quanh ở dưới sân rộng này hoặc là trên những cái phòng nhìn qua ô cửa sổ rất là hoài niệm phía dưới đây là những chiếc xe mình thấy là khá là cổ kính được các cái chủ nhân đem đến đây để thứ nhất là trưng bày và một số xe là khi mình trả được giá người ta sẵn sàng bán lại luôn. Đây quý vị thấy Các xe này đều còn đang sử dụng được nha Phía sau là những chiếc Vespa Rất lịch lãm một thời Hôm nay đi vào dịp cuối tháng 10 Nên là mình thấy là các cái Trang hoàng về Halloween Cũng khá là nhiều đấy Mình nhìn thấy qua những ô cửa sổ trên đó là những cái Đặt những cái bàn để ngồi uống cà phê Để mình có thể ngắm Thì giờ, sáng thứ bảy chủ nhật thì người ta hay có những cái anh chị đến đây hát những cái bản nhạc rất là tình cảm hồi nãy thì cũng có được nghe nhưng lúc đó mới vừa đến chưa có chuẩn bị máy để quay chia sẻ cho quý đâu đây mình bắt đầu mình nhìn lại như thế là thịnh đã đi gần như là một vòng ở phía dưới bây giờ mình sẽ đi ra phía cổng lại một cái mình nhìn trước cái này đi khá là đẹp ha những cái đèn những cái bình những cái uh, lư đúc trầm sông trầm đó rồi cái cả cái lẩu bây giờ thì lẩu điện lẩu bếp từ rồi chứ không phải như ngày xưa nữa đó, đến chỗ hai ông tây lại rồi đây thì mình đi đến đây là mình sẽ tham quan xong rồi mình kiếm một cái chỗ nào đó mình ngồi vậy. mình uống nước mình thư giãn chúc quý vị có những cái chuyến đi đến với khu vực của chợ đồ cổ hay còn gọi là cà phê Cao Minh này, thật là thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo.